Trời, sao tự nhiên anh tới sớm quá vậy? Anh làm em ngạc nhiên quá. Em cứ tưởng đâu là anh có mời bạn bè này kia nữa chứ. Ờ, đúng rồi. Năm nay anh không có mời bạn bè như những năm trước. Tại vì đây là lần sinh nhật cuối rồi. Tại vì sắp tới anh đi nước ngoài du học rồi, không có nhiều thời gian cho chúng ta, nên mình làm sinh nhật ở phòng thôi. Anh muốn không gian riêng cho hai đứa nói chuyện. Vậy là giấy tờ thủ tục anh làm xong hết rồi hả? Sao mà nhanh quá vậy? Chừng nào anh đi vậy? Nếu như không có gì thay đổi thì cuối tuần này anh đi. Trời, sao mà gấp quá vậy? Sao mà... Anh không cho em biết trước gì hết vậy? Em an tâm đi. Bây giờ thời buổi công nghệ mà, quà tới bển á, anh sẽ thường xuyên gọi điện cho em nha. Vậy ha. Để anh mở bánh kem ra. Tè ten. Dễ thương không? Cái con này á là anh nè, con này là em. Cái này là anh lựa hả? Em có thích không? Dạ thích. Chết rồi, anh không có hút thuốc nên không có hột quẹt. Thôi kệ đó đi, mình tượng trưng thôi. Rồi bây giờ em ước đi. Thở Bỏ luôn. đi em. Chắc là cái sinh nhật này em sẽ nhớ dữ lắm. Đây nè, cuối cùng cũng cái nhà này nè. Quỷ này, vậy mà sao cùng có thổi mẹ tan già hoài vậy? chủ nhà này khó ưa chữ rồi, Anh nghĩ đi gì vòng vậy? vòng 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 bây Anh nghĩ giờ gì mới không? tới. Kêu chị hai mày coi. Hai ơi, trời, hai Leo. hai ơi, hai hai Ai vậy? Lê. Ai kiếm về trời. đây vậy? Tía, tía em. Vô, tía Leo. đây nè. Nhanh lên, nhanh lên. Tía em. Ở đâu? Nhanh lên, nhanh lên. Hả? Còn đôi giày nữa nè anh. Bộ đồ nữa nè. Chị hai, chị hai. Trời, tía, tía, vô đây là tía. Đây ngủ quá sao, kêu quá trời quá đất à. Dạ con nằm chơi. Ủa sao 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 tía lên hồi nào tía nói con biết hết trơn vậy? Để con đón tía. Thôi đón đưa cái gì, mày đưa cái địa chỉ cái ta lên tới à. Dạ. Trời, chị hai nói nghe nè. Em nhớ hai muốn chết luôn vậy đó. Chị không nhớ muốn chết à, lên mộng nói tiếng nào hết trơn vậy? Vậy mới là bất ngờ hả tía ha. Rồi lên đây bất ngờ. Dạ. Mà gặp con mẹ chủ nhà khó ưa. Chứ không thôi là ta tới nãy giờ rồi, đi vòng 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 rồi, ta cuối cùng cũng về cái nhà này. Vậy hả tía? Địa chỉ này luôn chứ bộ. Bà quỷ sứ gì đâu. Vậy là chắc mệt lắm hả tía ôi hả? Trời mệt đuối. Nếu vậy thì mình đi ra ngoài kiếm gì ăn đi tía hả? Ồ phan đã, người ta nó hôi như cú rồi, để tôi đi tắm rửa cái coi. Em cũng vậy á. Vô cái tía nhà tắm nè tía. Khoan, tía tắm đi tía. Cái nhà tắm này nó bị kẹt, cái ống nó bị nghẹt mất tiêu rồi. Bữa giờ con phải xài ké nhà kế bên cạnh á, nên tía với em đi qua bển đi. Con dẫn đi cho con quen hết á, con nói thôi. Tía là tía con là được thôi à. Khỏi đi. Mắc công lắm con ơi. Bây giờ mà qua nhà người ta tự nhiên mới lên không biết ai vô ai, tự nhiên đi qua tắm nhờ kỳ cũng chết. Trời ơi, con quen hết luôn á. Con nói nhờ một tiếng là người ta chịu à. Thôi nhưng mà tao ngại. Thôi được rồi, khỏi tắm cũng được, để tía rửa mặt. Rửa mặt xong rồi
Mời dạ, thằng Tâm. Tía, cái vòi nước nó không chảy được luôn. Sao nghe Sài Gòn là hiện đại dữ lắm mà sao ống nước cũng hư mà vòi nước cũng hư. Dạ. Bởi cái con mẹ chủ nhà hắc ám này không chịu sửa chứ cái gì đâu. Thì nói chung là mình ở cái nhà, cái tiền sao thì cái chất lượng phòng ốc nó tương xứng với như vậy đó tía. Cho nên bây giờ con nghĩ tốt nhất là mình đi ra ngoài, mình kiếm gì ăn xong mình đi vô cái nhà hàng nào á, hay là cái quán nào á, cái mình nhờ mình rửa mặt. Thôi, để tao vô tao sửa. Ba cái vụ ống nước này đơn giản thôi chứ có gì rồi đâu. Dạ tía ơi, để tao sửa cho. Bây giờ không có ai, con cái... Đi vô sửa cho. Tía... Mày sợ cái gì? Mày sợ tía mày cực nữa à? Không sao đâu, để tao sửa cho. Dạ, thật ra thì... Dạ, thì... Thì để tao... Ủa? Thôi mệt quá. Ủa? Chào chú. Ai đây? Tôi sửa rồi. Trời ơi, tôi thân gái. Chân yếu tay mềm vậy nè, mà bắt tôi sửa uống nước. Thôi, giờ xài đỡ được rồi. Mai thư nữa thì tôi qua. Về nha, tôi về. Con về nha chú. Cảm ơn nha, cảm ơn. Cảm ơn. Hồi nãy tao với mày vô đây. Dạ. Là chị hai mày nó mới tắm xong. Dạ. Rồi tao đòi vô trong này. Nó nói là ống nước với ống cống bị kẹt. Ủa vậy cái con 3D mà sửa ống nước đó nó ở đâu ra? Nó biến vô đường nào? Gì kỳ tế. Chắc có chuyện gì mờ ám rồi. Tía. Em đưa tía vô rửa mặt đi. Thôi tía ơi, mình vô mình rửa mặt rửa đi tía. Tía. Khỏi cần đưa. Tao tự vô. Tao tự vô tao rửa mặt. Không cần đưa. Rửa mặt thôi mà. Trời ơi, lên sóng nó gì biết. Gì với mình hết. Có khi nào anh biết mình có thai nên anh cắt liên lạc với mình luôn không? Tía mà biết chuyện này chắc chỉ buồn mình lắm. Nhưng thôi, tạm thời mình cứ ở nhà, lỡ có chuyện gì thì còn có tía ở bên cạnh. Lê, ủa mới về chơi hả anh? Này bạn chào anh. Chào, mời anh ngồi. Chào chị. Hình như thấy chị này quen á, mà quen cái đầu nhớ con gái đầu của gia đình này á, bậy bạn nghe chưa, bà chị tương lai của tao. Mà thiệt chứ tôi nhìn tôi cũng thấy anh quen nha, có gặp ở đâu rồi hay sao? Dạ chị. Hai anh ngồi đi. Dạ, cảm ơn.
Chị hai ơi, trái cây nè. Ờ. Ủa, đây là đào, em của Lê. Cái này em gái tôi, kế tôi luôn á. Cái này thì biết rồi. Quen mà. Hả? Ờ. Ừ. Ờ, quen. Quen đúng á. Rồi, có quen. Quen quen. Ăn trái cây, ăn trái cây. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, hôm nay có độc ăn quá. Dạ. Ủa, dạ. Tía. Tía. Dạ. Chào bác. Dạ, chào, chào con. Trời đất ơi. Dạ. Chưa có dịp cảm ơn con, bữa hôm đưa con đào về đó. Con ngồi dạ. Chơi, ngồi chơi. Dạ, dạ bác hai. Dạ, không có gì đâu bác. Bác đừng có bận tâm. Bữa đó lu bu quá rồi cũng quên cảm ơn cậu. Dạ. Chứ không có cậu không biết đào làm sao nữa. Ê, chị hai, chị hai, hai ơi. Ủa? Xuống coi thử chị hai mới bị gì vậy. Anh ngồi chơi nha. À. Hai ơi, hai. Mắt ói vậy là giống giống như cô bầu á. Bậy bạ mày. Thiệt, chứ nãy giờ con ăn muối xoài ở đâu mà chúng thật. Sao mày coi cũng được mà mày nói chuyện vô duyên à. Tía ơi, không xong rồi tía ơi. Chị hai mặt xanh lè xanh lét à, ấu tùm lum hết trơn á. Đưa nó lên trạm xá khám thử coi bị gì. À, dạ. Ừ. Để thôi. Để cô phụ bắt một tay nha. Dạ để cô phụ. Nhanh đi dạ, nhanh đi. Dạ 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 dạ. Khổ ghê. Giái trời cho không phải như cái lời thằng khùng kia nó nói. Chào bác sĩ. Chào bác sĩ. Chào bác. À. Chúc mừng ông, con gái của ông đã có thai được 2 tháng. Hả? Hả? Cái gì? Chị Lê có thai 2 tháng hả? Bác sĩ quẩn nó vô khám lại giùm một lần nữa. Chứ làm gì mà con gái tôi có thai 2 tháng? Dạ không nhầm được đâu. Chào ông. Tía có sao không tía? Đưa tía về đi. Tía mình đi về nha tía. Trả khám gì vậy? Ông không bị gì hết đó, con gái ông bị. Con gái ông bị? Con gái ông bị gì? Ông hỏi làm gì? À, chuyện ta hỏi làm gì? Con gái em nằm đâu? Ông hỏi để làm gì? Hỏi làm gì? Sao? Nó không chỉ đơn giản là bị ngộ độc đâu. Chứ nó bị không gì? Không như cái lời của y tá nói đâu. Nó bị gì? Nó bị gì mà đem lên trạm xá? Lúc đó tiền cho y tá tôi hỏi nó, mà nó không chịu nói thiệt. Mèn đét ơi, ông đóng tiền cho con y tá nữa hả? Trời đất ơi, ông ơi là ông. Trời đất ơi, ông bớt xía chị thiên hạ chuyện nhà người ta đi. Chuyện gì kể người ta đi. Đúng lúc y tá chi vậy? Thiệt tình à.
hỏi bà cái chuyện nó phay phay ra vậy? Ai mà không hiếu kỳ, mà tánh tôi á, tôi khoái bà cái chuyện lạ lạ vậy. Rồi biết được cái gì? Này bà, trong cái chuyện này tôi nhìn cho Hai Lợi, tôi nghi lắm. Tôi nghi là gia đình cho Hai Lợi còn giấu cái gì. Giấu cái gì? Ê, biết đâu con Lê. Sao? Nó ôm ôm. Trời trời, ông ba ơi là ông ba. Gì? Trời đất ơi, ông nói bậy với bà rồi tới tai anh Hai có chuyện nữa. Chuyện gì? Dám bằng gì được tôi? Trời, nè, ông với ổng chơi thân từ nhỏ tới lớn tới giờ, ông biết tính tình của ổng mà. Ổng mà ai mà làm mất danh dự của ổng, ổng là ổng không để yên cho người đó đâu. Ông coi chừng cái thân thể ông có nghe, ổng không để yên cho ông đâu nghe. Bậy bạ không à? Thôi bà, vợ con gì á, không có bên chồng gì hết, mà bên người dân không à. Chứ nói bậy biểu ta bên. Chị đâu vậy? Đi ra ngoài. Gì? Không chuyện. Trời đất ơi, thiệt tình không biết đàn ông hay đàn bà nữa trời. Ôi trời. Con Lê đâu? Mày ra đây. Dạ. Tao kêu con Lê không kêu mày. Chị Lê, chị đi ra ngoài rồi tía. Mày xạo hả mày? Thôi em đi ra đi. Dạ có con nè tía. Mày tên Lê hả? Mày tên Lê hả? Con tên Đào. Bước vô, kéo con Lê ra đây. Lê bận rồi tía ơi. Dạ con nè tía. Chị Hai đừng có. Mày nghe, cho mày ăn học tao đã rồi, bây giờ mày về làm nhục cái gia đình này. Hả? Mày bôi cho trát đó lên mặt tao với má mày. Tao với má mẹ còn cái gì nữa để nói cái xóm cái làng này đây hả? Sao mày tát mẹ vậy? Con Đào. Dạ tía. Vô trong lấy cái cây này đây cho tao. Hả? Thôi đừng. Nhanh lên. Thôi mà tía. Mày cãi lời tao hả? Tao bữa nay tao không đánh tụi bay không được. Con biết lỗi của con rồi, con xin lỗi tía. Con biết lỗi của con rồi mà tía. Mày biết lỗi của mày. Rồi tao làm sao ăn nói với má mày ở dưới suối vàng? Tía, tía đừng đánh Hài Đào quá nha tía. Kết bè kết lũ với nhau, đỡ nâng cho nhau đó hả? Đỡ nâng cho nhau sao biết đỡ nâng là khuyên nhủ nhau. Đừng có làm cái chuyện bậy bạ như vậy. Đưa cái cây đây. Tía. Mày đưa nhanh không? Nằm xuống. Thôi mà tía. Thôi mà tía. Thôi mà tía. Tía. Nằm xuống. Tía. Hai đứa mày dạng ra. Tía. Mày dạng ra không? Dạ rồi con nằm. Con nằm mà. Mày là chị lớn. Thôi mày mà không tía. Làm gương cho hai đứa này thì như thế nào? Nằm xuống. Tía ơi, hai lại có thai mà tía đánh dậy rồi em bé sao tía? Thôi được rồi, để hai nằm. Thôi mà hai. 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 Tía ơi. Dạ ra. Mày. Thôi mà tía ơi. Bây giờ tao phải biết ăn làm sao, nói làm sao với hàng xóm láng giềng đây. Hả? Con xin lỗi tía, con biết. Con biết là con có lỗi, con có tội với nhà mình. Tại vì một phút lầm lỡ mà con gây ra chuyện này. Con xin tía, tha cho con đi tía. Tía ơi, tía cho con lên lại Sài Gòn đi tía. Tía, chị Hai lỡ có thai rồi tía. Thôi từ từ đi rồi mình tính đường, tía ơi. Từ từ cái gì? Mai mốt là cái bụng nó càng chình in lên. Ha, thì mụ nội tao cũng đầu chuối khô nghe mày. Con xin lỗi tía. Tía, tía, ở trên trạm xá không có ai biết hết á. Không ai nói đâu tía. Cả sớm này không ai biết đâu mà tía. Đúng rồi, đâu ai biết đâu tía. Sao mày ngu vậy? Trạm xá nó biết. Hằng ngày có người bệnh lên, nó sẽ nói từ 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 từ. Mưa lâu nó sẽ thấm đất. Cả xóm này nó biết. Trời ơi, mặt mũi của tao đi dùi với trò hả? Hai ơi, có nhà ở đây. Đi vô trong, vô trong. Cầm
mà dạ. Cày vô vô hết đi đi. Hello, có nhà đâu? Hai trời đất ơi. Ủa ngon cục vậy mà không lên tiếng vậy ông nội? Đi đâu á? Trời ơi, qua đây chơi. Nhà này có gì chơi? Sao ủa muốn chơi ngồi xuống chơi. Mấy nhỏ đâu không thấy vậy anh hai? Trời ơi, nói nào ngay, hồi nãy đi thấy ra con anh đưa con gì con Lê hay con gì đó đi từ trạm xá về, không biết có chuyện gì hay qua hỏi thăm. Có mẹ gì đâu, nó trung thực cơ mà. Nó ăn uống bậy bạ rồi nó trung thực thôi. Trung thực hả? Thôi vậy trung thực rồi thôi thì không sao. Tưởng có chuyện gì chứ. Chuyện gì là chuyện gì? Thì tôi lo đó. Nếu mà trúng thực là chuyện bình thường. Tôi chỉ sợ là lỡ nó ôm cái gì. Nó ôm gì cái mệt. Nó ôm cái gì là ôm cái gì? Ôm bom rồi đó. Anh cũng tệ. Nó con gái con lứa mà. Anh dám thả lên Sài Gòn, lên Sài Phố mà. Rồi lỡ nó bom về cái đậu quần chứ phải giỡn đâu mà. Kệ mẹ ta đi. Đàn ông mà nhiều chuyện. Thôi vậy có gì đâu. Vậy thôi gì à. Không nhiều chuyện không có cơm được hả? Trời ơi, hỏi thăm thôi mà chửi nhiều chuyện là sao trời. Thăm ngon gì đi soi mói chứ thăm ngon gì. Bà đứa kia ra đây. Này này, vô lại. Dạ. Này ơi, quên. Quên. Sao chưa gì à? Uống phê không? Cảm ơn. Nhà này có sẵn. Thôi về về nghe. Quân nhiều chuyện. Mẹ uống nước. Dạ cảm ơn anh. Anh hẹn với tôi chở hàng tuần rồi mà tới giờ này mới xuống. Bộ gia đình có bận chuyện gì hả? À, tại vì là tôi bận lo đám cưới cho đứa cháu gái đó, cho nên tôi lu bu công việc. À, đám cưới chúc mừng anh chứ có gì đâu mà quý sĩ vậy. Chúc mừng cái gì anh ơi? Đám cưới giả mà. Là sao? Tức là như vậy nè. Chị tôi á thì có đứa con gái. Vì nhỏ cháu tôi á muốn làm mẹ đơn thân, cho nên mới tổ chức một cái đám cưới giả để mà bảo vệ lại cái gia đình tôi. Rồi sau khi đám cưới rồi á thì đường ai nấy đi. Có cái vụ này nữa hả? Có chứ anh. Tại ra đây anh không biết đó. Chứ còn ở trển á thì cái vụ này á dịch vụ ta lo hết trơn à. À. Thôi bây giờ là như vậy. Không phiền anh tối rồi. Thì bây giờ để tôi đi về đi. Rồi sáng á, tôi sẽ cho người đến chở hàng của anh. Dạ cảm ơn. Thôi anh về giữ giúp khỏe. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Mấy chạy u ra chợ á, mua giùm cho tía mớ khô đặc sản với lại vỏ trái cây ngon ngon coi. Ủa tía, tía tính đi đâu hả? Tao tính đi Sài Gòn. Tía, tía lên trển chi vậy? Con đi với tía nha. Thôi khỏi, bay ở nhà lo vỏ trái cây đi, còn để tía đi mình ăn được rồi. Ừ. Dạ. Đi nhanh đi. Đi đây. Thôi đưa cái vỏ cho tía.
Nè tía, mà tía đi đâu không vậy? Chừng nào xong việc tía về bay ở nhà lo phụ cái vựa trái cây đó. Nghe dạ. Không? Không có chểnh mảng được. Ờ, mà nè. Dạ. Ở nhà có ai hỏi cái chuyện của chị Hai Bay á thì mày cứ nói là chị Hai Bay á bị cóc thổi, nghe chưa? Cái gì? Cóc ỏi hả tía? Chị Hằng trúng cóc ỏi hả? Ngu quá mẹ ơi. Trời, tía bị ngộ độc là cái nọc con cóc nó thổi vô sình bụng. Nghe không? Chứ mình hở ra mà chị Hai Bay mà người ta biết là có bầu mang nhục cái đám. Dạ tía. Tôi đi à. Dạ. Đóng cửa rồi lại. Dạ. Không cho ai vô ngoại trừ khách hàng. Dạ. Ủa mà cóc thổi là gì trời? Bộ con cóc nó thổi vô là sình bụng hả ta? Tía nè. Ủa, Đô La. Ủa, chị đâu? À, bác Hai đi đâu vậy? À, tía đi công chuyện. À, đi Sài Gòn có công chuyện rồi. À, vậy hả? À. À, tại tôi mới vừa đặt mấy bao phân á, chạy ngang đây nên ghé để hỏi thôi. À, vậy hả? À, vậy thôi tôi về ha. Ừ. Bé. Mày cười giả lạ với tao đó hả? Tía sai mày đi mua mấy bao phân bón, thấy không? Mày đi giờ này mày mới về. Đi đâu? Mày sàng tới mày sàng lui, mày bò qua mày bò lại, mày giao du thấy không? Mày nhiều chuyện với đám con cha hai lợi đúng không? Con có đâu. Con chỉ tình cờ gặp Đào á, nên con chỉ nói chuyện mấy câu rồi về à. Mấy câu mày về hả? Tao ngồi đây tao uống 8 bình trà mày mới mò gì à? Hả? Tao nói cho biết nghe chưa? Làm gì làm? Chơi bạn heo. Bất cứ ai tao cũng cho phép. Nhưng mà mày đụng tới nhà con cha hai lợi là tao cấm. Không được giao du với cái đám đó. Thông ơi, tía này kỳ cục quá. Tao trội cái ly mày giờ chứ kỳ cục hả mày? Ông lãng quá. Nó lớn rồi, nó biết chọn bạn nó chơi. Mà mấy đứa con hai lợi chứ không phải bạn xấu đâu. Nó nào cũng tốt hết trơn trọi á. Nó lanh lợi, nó đảm đang, nó dễ thương. Trời ơi, cấm cản. Tôi nói thiệt nha, con mình mà lấy được một trong ba đứa là mình có phước ba đời đó cho ông hay. Chê bai con người ta. Còn ba nữa. Tôi sao? Tôi không hiểu thằng hai lợi nó cho bà ăn bùa mê thuốc lú gì đó mà hả, nói tới nó là bà binh, nói tới là bà khen. Đó, bây giờ mày nghe điệp khúc cũ nè. Xưa rồi, bổn cũ soạn lại nó bậy bạ không à. Nè, tao nói cho biết nghe. Nghe, đời của thằng ba địa này á, ngồi xuôi với ai thì ngồi xuôi, chứ dứt khoát là không bao giờ ngồi xuôi với thằng Hai Lợi. Má con mày nhớ đó, tao nói rồi đó. Đó, tao nhắc lại một. Thấy không? Đi nó cũng đi không nói tiếng nào. Nè Hai Lợi, tao nói cho mày biết nha. Đời tao không bao giờ ngồi xuôi với mày đâu nghe Hai Lợi. Có ai ở nhà không? Có đây. À. Ủa? Chào bà chị. Rồng ghé nhà tôm hả? Chiều nay chắc tôi chút xuống đột đắc quá. Ủa? Mà tôi nhớ con Lê nó không có nhà mà. Anh lên đây làm chi? À, con Lê thì nó về dứ. Như tôi lên đây có ít quà đem gửi chị ăn lấy thảo. Với lại cũng có chút chuyện muốn nhờ chị. Biết mà. Anh đâu có tốt mà tự dưng đem quà lên thăm tôi. Chuyện gì? Ngồi nói cho tôi nghe coi. Cảm ơn. Số làng dày. Tôi có nghe bạn hàng nói với tôi là ở trên này có dịch vụ làm đám cưới giả cho thuê cô dâu, chú rể đồ này nọ. Mà tôi không biết chỗ, tính lên hỏi chị đặng nhờ tìm giùm. Có, cái này thì tôi biết. Nhưng mà đừng có nói anh cần mấy cái dịch vụ đó nha. Đúng rồi. Hả?
Hay là nhà anh có đứa nào ôm bơm hả? À, không phải. À, nói chị nghe, đây cũng con của ông anh bà chị tôi. Nó lỡ nó bị người ta dụ dỗ, bây giờ vì mặt mũi của dòng họ cho nên hãy cần mừng cái đám này đó. Thấy chưa, bởi vậy ông bà mình nói mà, có con gái trong nhà giống như chứa cái lựu đạn vậy đó, nó nổ giờ nào không biết. Trời ơi, thấy ghê quá. Ủa, nhưng mà mắc gì tôi phải giúp anh, trong khi anh đâu có ưa gì tôi đâu. Thôi, cái chuyện cũ á thì mong chị bỏ qua, vì cái chuyện hiểu lầm thôi. Chứ nói nào ngay, ở trên Sài Gòn này tôi lên chân ướt chân ráo, tôi có biết ai đâu, có biết mình ơn chị hả? À, chị không giúp á thì tôi cũng chịu thôi. Nhưng mà suy nghĩ lại đi, mình giúp người á, được trời giúp lại mình. Chứ mình nỡ từ chối như vậy, nhiều khi ra đường mưa gió trời đánh chết. Nói gì vậy? Không, nói chơi thôi, nói chơi. Nhờ người ta giúp mà nói chơi vậy sao ta giúp? Không, ý trong ý vậy mà diễn đạt không được thôi. Không có nói gì nữa nha, để tôi suy nghĩ. Chuyện này nó cũng khó. Thôi giờ vậy, để tôi suy nghĩ nha. Rồi chừng nào mà tôi suy nghĩ xong rồi á thì tôi kêu anh. Trời ơi, cứu người như cứu quả. Tôi nói cho chị nghe, chị mà không cứu trận này là tôi chết. Anh chị tôi chết. Nhục nhã với dòng họ bà con, nhục nhã với xóm giềng. Chị làm ơn đi. Cứu một mạng người như xây 7 cái chùa. Chị cứu cả dòng họ là chị xây một cái chung cư chùa rồi. Vậy hả? Cái kiểu này là tôi nghi lắm rồi. Làm ơn giúp tôi đi. Tôi mang ơn suốt đời, tôi nói thiệt. Thôi được. Để tôi hỏi thăm rồi tôi cho anh hay nha. Thôi chị cho tôi một cái là để tôi vui à. Cảm ơn chị. Cái ông này. Con người tôi bổ bả vậy á. Mới hôm qua người ta đụng cái phổi mà bây giờ chạy lại nhờ cậy người ta mới vậy đó, không biết phải không nữa. Cảm ơn chị. Ở đây không khí mát thiệt á, thoải mái ghê luôn á. Ủa mà Đào, phụ gia đình vậy được mấy năm rồi? Em mừng phụ tía em được 10 năm nay rồi đó. Rồi 10 năm rồi hả? Ừ. Hèn chi Đào giỏi ghê luôn vậy á. Hồi nãy em leo dừa như khỉ leo vậy đó. Rồi. Ê, hả, đi hái tiếp không? Hái gì? Hái bưởi. Hái bưởi hả? Ừ. Ở đâu? Ở trên kia kìa, đi với em ha. Vậy hả? Ừ, vậy mình đi. Ừ. Vô đây. Đó, ông ngồi đó chờ tôi một chút nha. Rồi. Ngồi đi. Chào chị. Chuyện làng dày, bên tôi cần một người đóng vai chú rể. Dạ. Đóng giả thôi, nhưng mà tôi cần người đó phải cao ráo, lanh lợi, coi được chút. Nhưng mà vấn đề ông này ông khó tính lắm. Cứ lòi ra hết đi, để ông này ông chọn nha. Dạ, được rồi chị. Rồi rồi. Dạ, mời chị ngồi. Rồi rồi. Dạ, chào anh. Dạ, anh chị tìm tới đây là sáng suốt nhất rồi đó. Đội ngũ của chúng tôi ở đây là mang tính rất chuyên nghiệp, bảo đảm không để lại bất kỳ một cái nghi ngờ nào cho mọi người đâu. Thôi bây giờ em gọi người ra cho anh chị chọn nha. Mấy anh đẹp trai ơi, ra lẹ. Dạ, xin giới thiệu với anh chị, ở chỗ em á thì mẫu người nào cũng có. Hàn Quốc nè, rồi đây, đẹp trai nè, trí thức nè, râu ria nè, anh chị cứ chọn thoải mái. Lựa đi, lựa đại đi. Biết đâu mà lựa. Thì coi đi, lựa được một chút. Giống Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam đó. Cậu này đi. Cậu này hả anh? Dạ, xin giới thiệu với anh, đây là 6000. Ở dưới quê lên đây phụ việc. Ê, đây, tới, ngồi đi, rót nước mời anh chị. Dạ, chào hai bác. Rồi, mọi người vô đi.
con mời bác dùng nước. À, cảm ơn con. Dạ mời bác. À, con ngồi chơi. Dạ. Ngồi đi con. Làm ở đây lâu chưa? Dạ, con cũng mới tới đây làm mà. Để kiếm thêm thu nhập. Vậy hả? Dạ. Thấy cái mặt nó cũng được, thiệt thà. Được á. Tôi thấy cũng được á. Được đó. Bà tới nói chuyện với người ta đi. Rồi, để tôi qua làm việc. Cậu ngồi chơi với bác đi ha. Dạ. Cậu soạn hợp đồng đi, bên tôi sẽ ký hợp đồng coi như ổng đồng ý rồi đó. Dạ. Rồi giá cả làm sao á ghi vô, đến đó rồi tính. Dạ. Vậy là mọi chuyện cũng xong. Tôi á thì tôi thấy không có được. Đã vậy á, nguyên một vàng trai đẹp, tự nhiên á ông lửa thằng cụ lần quá à. Không phải đâu. À, cái mặt nó nhìn cù lần như vậy nhưng mà nó có cái nét trơn chất giống người ở dưới quê tôi. Với lại để giả mà. Giả thiệt gì, nhưng mà mình đã cất công đi tìm cực khổ rồi, mình bỏ cả đống tiền nữa lựa được thằng rể tuy là giả nhưng mà nó phải đẹp trai như diễn viên điện ảnh vậy mới được. Thôi mọi chuyện cũng lỡ rồi. Bây giờ xin phép chị tôi về, đặng tôi lo công chuyện. Cảm ơn chị nhiều lắm. Không có chi. Thôi tôi về ngang. Ừ, để tôi tiễn nha. Cảm ơn. Ủa tía, vậy là còn có 10 ngày nữa là đám cưới rồi. Mà tía có biết chú rể là ai chưa vậy? Biết cái sao không biết. Tía chọn mà. Tao lên trên Sài Gòn á, tao nhờ cái dịch vụ mà cho mướn chú rể đó, tao lựa được nữa rồi. Cái bữa đám cưới á, tụi bay ráng diễn cho thiệt tốt. Vậy là được, để bà con của bác người ta khỏi nghi ngờ. Tía, con không chịu đâu. Con nhất định phải đợi anh Khanh về. Anh nói là anh sẽ về anh cưới con mà tía. Tía đừng có làm vậy. Tía không làm vậy hả? Không làm vậy rồi mặt mũi nhà này để đâu? Tía đã quyết rồi. Sau khi đám cưới xong á, con Lê lên Sài Gòn sống. Lúc đó là hợp thức quá được cái bầu rồi. Có ai muốn nói cái gì á cũng không nói được. Cứ y như vậy mà làm. Tía, sao khuya rồi mà tía không chịu ngủ vậy? Tía nghĩ chuyện của hai phải không? Ừ. Càng suy nghĩ tía càng lo. Tía đã hứa với má bay là lo lắng cho tụi bay nên gia lập thất đàng hoàng. Vậy mà bây giờ chị hai của bay nó đạp đổ hết. Khi nghe tin nó có bầu, tía giận nó một mà tía đau tới 10. Bây giờ còn nghĩ chuyện nữa là giờ chị hai bay lên Sài Gòn ở một thân một mình, rồi nó sinh nở ở trển, thân nó lo chưa xong, làm sao nó lo cho con nó. Càng nghĩ càng buồn. Tía, tía. Vậy ra anh là cha của chú rể đó ha.
hai đứa này nó kỳ quá. Con Lê với thằng này nó quen nhau mà có đưa về đây thăm đâu, rồi đùng cái làm đám cưới luôn à. Tôi nghe thằng Tiền nó nói hai đứa quen nhau cũng vài ba năm rồi. Thằng Tiền là thằng nào? Nó tên 6.000 mà đâu ra tầm Mỹ tầm ba. Ôi anh chị xui à, Tiền á là tên hay kêu ở nhà của nó, còn người tên giấy tờ là 6.000. Sao bên đây anh qua đây chi hả? Trời, gia đình anh vui tôi mới qua chi vui với anh chứ. Tôi nhớ tôi đâu có mời. Ờ ha, có mời đâu. Tôi đâu có gửi thiệp. À không, mấy nhỏ nó mời tôi. Ờ tôi không sao đâu, để điều tra sao. Uống vui vẻ qua bên này dạ. Chào bạn hay con. Chị, con Lê về thăm chị thường không? Dạ, cũng tỉnh toàn anh à. Đâu có về thăm lần nào đâu. Ông này, sao tôi nhìn hai người này tôi nghi quá vậy ta. Thanh, qua ba biểu con. Qua đây con. Trời qua ơi, đây nữa. Tiện cái gì mà tiện. Ông gọi lộn tên rồi, nó tên là 6.000. Hồi nãy tiền giờ Thanh. Nói chung là gia đình anh chị xui tôi là buôn bán à, buôn bán tất cả đều quy thành tiền hết. Thành thử ở nhà kêu Thành cũng được, kêu tiền cũng được. Ăn đi, ăn đi. Rồi 6.000 là sao? 6.000 là cái tên của nó. Ta đặt ra 10.000 đi. Hay là 1 triệu. Ủa, đám cưới con Lê xong nói tôi biết tiếng nào hết trơn vậy. Ông tệ lắm đó nghe. Thơm. Dạ. Chào tía đi con. Dạ, con chào tía. Trời, là cái gì nữa? Là sao? Ăn đi cho cái miệng nó bận đi, không có nói chuyện nhiều nữa. Ăn. Đi vô trong. Vui vẻ nghe. Tía. Mấy đứa tiếp khách giùm tía đi. Tiếp khách đi con, tiếp khách đi. Đi chỗ khác. Đi chỗ khác tiếp khách đi. Dạ. Vô. Có gì ăn đâu. Sao lại về lúc này ta? Sớm không về, muộn không về, lại về đúng lúc này. Hai mẹ con này chắc chắn là có gì mờ ám. Trời đất, mặc đồ gì mà màu sắc tùm lum tùm la vậy trời. À, cái này là má mới mua cho tôi, cho nên tôi mới Xin lỗi nha, tôi không biết. À, không sao, không sao đâu. Sao đứng đó? Lại đây đi, ngồi nói chuyện với tôi nè. Hỏi thiệt nghe, anh Mừng cái chuyện này được bao lâu rồi? Là lần đầu tiên á. Trời đất, vậy mà tôi tưởng đâu là anh làm nhiều lần chuyên nghiệp lắm rồi chứ. Thì ra là nghiệp dư hả? Đúng rồi, tuy là lần đầu tiên nhưng mà tôi hứa là tôi sẽ làm tròn nhiệm vụ của mình. Thì tôi cũng mong vậy. Mà bà Năm với Thơm làm sao vậy? Bà Năm không phải là má ruột của chị em cô hả? Không, bà Năm á là vợ hai của tía tôi. Hồi mới cưới về á, ở được thời gian, xong tự nhiên bỏ đi biền biệt mất tiêu luôn. Tự nhiên giờ cái quay về hả? Nói như vậy, Thơm là em gái cùng cha khác mẹ với cô rồi. Hên xui đi, tôi không biết. Thôi bây giờ cũng khuya rồi, chắc nên đi ngủ đi ha. Còn tôi cũng đi ngủ. Ủa đi đâu vậy? Tôi ra ngoài ngủ. Gì ra ngoài, ngủ đây nè, đi đâu? Nhưng mà tụi mình đám cưới giả thôi mà. Nói nhỏ nhỏ thôi thì biết là đám cưới giả rồi. Nhưng mà anh ngủ ngoài như vậy á, người ta bàn tán biết không? Nhưng nhất mà... là má con Thơm mới về nữa, đúng không? Đi vô đây đi. Vậy là tôi ngủ đâu đây? Thôi lên trên giường ngủ đi, tôi xuống đất ngủ cho. Ê không được, vậy đâu có được. Biết nói vậy luôn hả? Thôi tôi nằm dưới đất đi. Ngủ đây nghe. Đi lấy chiếu đi. Chiếu? Chiếu để đâu vậy? Thôi tôi mệt quá, để tôi đi lấy cho. Thiệt tình chứ. Cảm ơn Lê nghe. Cái gì mà lúng túng giống như mới về nhà vợ vậy trời. Đây đây. Nè, được không? Được, tôi làm được mà. Không được thì cũng phải tự được đi chứ. Thank you.
Vậy tôi ngủ nghe. Ờ, tắt đèn giùm tôi đi. Biết chỗ tắt không? Ờ, bên đây. Bên đây đúng không? Ra tắt đi, tập cho quen đi. Tìm được một nơi ăn chúng ở thiệt là sung sướng luôn á má. Nè, dạ? Chuyến về kỳ này của má con mình đúng là không có uổng công. Đúng rồi, mà má, hả? Con không ngờ là con lại có thể có một ông ba giàu có như vậy. Biết vậy hả, con về đây sớm chứ sống hoạn chi cho nó cực. Ê, má đã dò la thông tin đàng hoàng rồi, chứ đâu phải tự nhiên khơi khơi má con mình về miệt này. Mà bà con nói má nghe nè. Gì? Con ghét cái mặt của ba đứa Lê Đào Mận đó ghê á má. Nhìn cái mặt là không ưa rồi. Đặt cái tên gì mà ba loại trái cây tulip rẻ tiền. Bà thơm. Chà, tên thơm này chắc trái cây mắc tiền mà ngọt lắm à. Kệ, con thích. Nhưng mà má cũng giống con đó. Ghét. Má ghét ba con quỷ cái đó lắm. Tính tình khó chịu, khó ưa y chang má của nó vậy đó. Má đừng có lo. Kỳ này á hả, con về á, con sẽ tìm cách để hành hạ, bóp nát ba loại trái cây đó luôn. Nhưng mà điều trước tiên á, con cần phải lấy lòng ông già đó, biết chưa? Một khi á, mà ông đã thương con rồi á, lúc đó tha hồ cống làm gì mà không được. Má cứ yên tâm, con biết phải mận sao mà. Kỳ này về, con sẽ gom hết tài sản về trong tay của má con mình luôn. Mấy cái chuyện này á, không được nói lớn nghe chưa? Tất nhiên á, là chuyến về lần này má con mình phải tranh thủ gom hết tất cả tài sản. Nghĩ thôi là con thấy vui rồi. Ủa, cái vụ con Thơm là sao ta? Không biết hai mẹ con bả về đây có chuyện gì hôn nữa. Mình quá đi. Bực quá đi à. Bực quá đi à. Trời trời, bực mình quá đi à. Chị làm vậy chứ hết bực hay sao vậy? Mà chị không ngủ thì cũng phải để cho em ngủ chứ. Chị ngủ không có được Út ơi. Chị ngủ không có được Út ơi. Đừng ngủ mà. Bực quá à. Giờ chị nằm xuống, chị nghĩ về một cái tương lai tươi đẹp đi. Chị nghĩ về em, chị nghĩ về đồ ăn đi. Là chị ngủ được à, chả mệt đây. Nghĩ về tương lai tươi đẹp. Ngủ không có được. Trời ơi, bây giờ chị nói cho em nghe nha. Bây giờ mà chị nhắm con mắt lại á hả, là con mắt bên trái của chị nó hiện lên là cái mặt của con Thơm nè. Con mắt bên phải là hiện lên cái mặt của bà Năm Ngọ nè. Ngủ không có được. Chị bị ám ảnh dữ vậy hả? Rõ ràng. Trả đây. Sao vậy? Sao thấy chị bực quá trời bực luôn? Mà em cứ ăn rồi ngủ không vậy? Em không biết cảm xúc, em không biết suy nghĩ bực bội gì về hai má con nhà đó hết hả? Hả? Em thấy cũng bình thường à. Hả? Trời ơi, bình thường được hả? Trời, con nhỏ này. Bộ em không thấy thái độ của hai má con nhà đó hả? Sao? Nhất là cái con Thơm á nha. Ăn nói gì mà hả? Đâm phan người ta không à. Nhìn cái mặt là không ưa được rồi. Chị không thấy nào mà nhắm mắt chị ngủ được. Chị tức quá đi à. Thì tại Thơm á, còn nhỏ với cũng mới về nhà mình nữa, từ từ thay đổi, đúng không? Mà cũng chị em trong nhà không à. Cái gì? Nè nè, em nói lại nghe chưa? Nói là em của mình hồi nào chứ? Em đừng có nói là em tin người giống như tía vậy nha.
Chị á là chị không bao giờ tin nó là em của chị đâu đó. Mà thôi đi, cho dù nó là con của tía mình đi nữa, chị cũng không thể nào mà chị chấp nhận được một đứa em gì đâu mà ăn nói vô duyên, mà đánh đá mà này nọ như nó là chị không thể nào chị chấp nhận được. Làm sao chị chơi với nó được đây? Nó không có giống hả ba đứa mình vậy trơn á. Thì chị không thích chơi với người ta thì chị đừng chơi, chị đừng đá động tới người ta. Ê, mà nói cái đó giống như là chị tính làm gì hai má con đó hả? Giờ sao cũng chịu vô phòng ngủ ngồi đây chi vậy? Chưa buồn ngủ. Nè, có chuyện gì phải không? Không hiểu ông nghĩ sao á. Con Lê nó còn đi học, sao bắt nó lấy chồng sớm chi vậy? Mà có chuyện gì xảy ra phải không? Chuyện gì là chuyện gì? Đàn bà nhiều chuyện quá. Tôi hỏi thiệt nghe, có phải con Lê nó có thai đúng không? Bởi tôi nói rồi, người ta nói đâu có sai. Người ta nói trong nhà mà có con gái giống như là hũ mắm treo đầu giường vậy đó. Cho con Lê đi học xa làm chi? Đó, để rồi nó muốn làm gì mình cũng đâu hay đâu biết. Để giờ phải như vậy nè, có khổ không? Bà cũng đang giữ cái hũ mắm đó, bà liêu hồn á. Ủa, cái hũ mắm mà tôi đang giữ cũng có phần của ông tạo ra mà. Chứ làm sao mình tôi có được hũ mắm đó? Thôi, chuyện gì cũng từ từ giải quyết, đi vô ngủ. Bà buồn ngủ vô ngủ trước đi. Thì ông với tôi đi vô ngủ vợ chồng mà sao kỳ quá vậy không biết nữa. Bà vô ngủ trước đi. Tôi từ xưa giờ ngủ mình quen rồi. Chuyện mắc cười quá. Vợ chồng mà biểu tôi đi ngủ mình. Thì trước sau thì cũng ngủ chung mà. Đi. Thôi bà vô bà ngủ đi. Để tôi ngủ salon này được rồi. Thôi mệt quá. Vậy ông vô phòng ngủ đi. Tôi lên tôi ngủ với anh Thơm. Ông ngồi đi. Anh Ngang. Chứ còn Thơm đâu, không kêu nó ra ăn cơm. Chắc có lẽ là ngủ chỗ mới. Nó lạ cho nên nó mệt, nó dậy trễ. Đào. Dạ. Con lên kêu em xuống ăn cơm. Dạ tía. Dạ ăn Thơm nó ra rồi tía ơi. Dạ con chào tía, chào cả nhà. Sao ngủ vậy mặt mày thấy mệt mỏi vậy? Tía ơi, cái nệm nó cứng, con nằm đau lưng quá tía. Cả đêm luôn á, con ngủ tới sáng con đau quá trời. Tía mua cái nệm mới cho con nha tía. Thôi được rồi, để tía kêu người ta chở tới cho con cái nệm. Tía hứa nha. Vậy con cảm ơn tía. Ông à, ăn cơm xong rồi cái ông dẫn con Thơm á đi thăm ruộng vườn với lại thăm cái cửa hàng của mình cho con nó biết nghe ông. Được rồi, con về đây á thì cái gì con cũng phải biết. Dạ. Để bà nói chị Đào dẫn con đi cho biết mấy cái cửa hàng với ruộng đất của mình. Thôi con không thích đâu. Tôi biết không, từ nhỏ con đã sống thiếu tình cảm của cha, so với tụi bạn á con tủi thân lắm. Cho nên á, bây giờ con muốn tía dẫn con đi à. Muốn nở mày nở mặt mà tía. Tía dẫn con đi đi nha. Thôi được rồi, để tía đích thân dẫn con đi. Ăn cơm đi nghe không? Má, công nhận á, có tía sướng thiệt luôn á. Ăn cơm không? Ăn cơm đi. Các con ăn cơm. Dạ. Mời tía, mời mọi người. Con mời tía ăn cơm. Mời mọi người ăn cơm. Nè ông. Thank you.
Thank you.